Với mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh thành nguồn lực quan trọng, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực về giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và năm 2030, cụ thể như sau. Thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Năm 2025 đạt 40 đến 45%, đến năm 2030 đạt 50 đến 55%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt trên 70%, năm 2030 đạt trên 80%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt trên 46%, năm 2030 đạt trên 52%. Đến năm 2025, cơ cấu lao động làm việc trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản 50%, công nghiệp xây dựng 20%, thương mại dịch vụ 30%. Đến năm 2030, nông lâm nghiệp thủy sản 45%, công nghiệp xây dựng 23%, thương mại dịch vụ 32%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2021-2025 trên 10,5% một năm, giai đoạn 2026-2030 trên 12,5% một năm.